thì chúng ta không thể không nhắc đến món bánh chưng vô cùng quen thuộc. Bánh chưng không chỉ là một món ăn ngon mà còn mang đậm ý nghĩa văn hóa và tinh thần đối với người Việt. Tuy nhiên, nhiều người bệnh tiểu đường lại lo ngại việc ăn bánh chưng sẽ dễ hấp thụ nhiều tinh bột, bệnh chuyển nặng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn rất quan trọng với những người mắc bệnh tiểu đường. Ngày Tết, nhiều món ăn chứa nhiều tinh bột, chất đạm hay các món chiên xào mà người bệnh tiểu đường cần lưu ý. Vậy người bệnh tiểu đường có cần chiên bánh chưng trong ngày Tết hay không? Về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo người bệnh tiểu đường chỉ ăn mỗi bữa khoảng 1/4 cái bánh chưng, tương đương với một chén cơm trắng. Nếu đã ăn bánh chưng thì cần cắt giảm lượng cơm tương ứng. Đồng thời bác sĩ chia sẻ là nên ăn thêm rau, thịt trước khi ăn bánh chưng. Các chất xơ và chất đạm sẽ làm chậm quá trình hấp thụ tinh bột trong bánh chưng, ngừa tăng đường huyết. Bên cạnh đó nên đo đường huyết trước và sau khi ăn để xem đường huyết tăng nhiều hay ít. Nếu tăng nhiều, cần giảm bớt lượng bánh chưng trong lần ăn kế tiếp. Ngoài ra thì bác sĩ Hưng cũng lưu ý, trong dịp Tết, nhiều người thay đổi thói quen sinh hoạt dẫn đến việc bỏ bữa, dồn bữa. Đây cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến đường huyết. Ví dụ như đói quá gây hạ đường huyết, rồi sau đó khi ăn no quá thì đường huyết lại tăng vọt. Hai trạng thái này đều gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vì thế, người bệnh đái tháo đường cần duy trì lịch sinh hoạt ăn uống như ngày thường, không bỏ bữa, dồn bữa. Người bệnh cũng nên hạn chế các món chiên xào, ăn quá nhiều chất đạm. Các món xào, chiên, tráng hay nướng dùng nhiều dầu mỡ thường rất hấp dẫn và ngon miệng. Một số món xào hay sử dụng phủ tạng dễ làm lượng cholesterol máu tăng cao. Mâm cỗ ngày Tết có rất nhiều món chứa mỡ động vật như canh măng nấu chân giò, thịt đông, giò thủ, giò xào, dễ làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, cũng có thể dẫn đến đột quỵ như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não. Do vậy, người bệnh đái tháo đường vẫn cần duy trì số lượng và cách lựa chọn chất đạm như đã được tư vấn. Cân đối giữa chất đạm nguồn gốc động vật và thực vật, ưu tiên sử dụng chất đạm theo thứ tự thủy hải sản, gia cầm, gia súc. Còn đối với đồ ngọt, người bệnh tiểu đường cần chú ý hạn chế đồ ngọt từ nước ngọt, các loại hoa quả sấy khô, mứt kẹo. Chú ý uống đủ nước, tăng cường nhóm thực phẩm nhiều chất xơ, rau củ. Việc uống đủ nước giúp vận chuyển chất dinh dưỡng, loại bỏ chất thải và giúp chuyển hóa chất béo. Rau xanh, trái cây là nhóm thực phẩm cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ, một nhóm chất quan trọng đối với sức khỏe. Nên ăn rau trước vì chất xơ và nước sẽ giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Và đặc biệt là cần hạn chế bia rượu, cũng như là duy trì thời gian để tập thể dục. Tết là thời gian để thưởng thức, kỷ niệm và chia sẻ niềm vui bên gia đình và người thân yêu. Do đó, quý vị đừng quên chăm sóc sức khỏe của mình thông qua chế độ ăn uống hợp lý để có thể tận hưởng mọi khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp lễ này. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo với những chủ đề sức khỏe và lối sống hữu ích. Chúc mọi người một năm mới an lành và tràn đầy niềm vui. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.